Bây giờ từ ở trên này là cạo xuống nha các bạn. Ve đẩy ve ngược rồi chứ không phải chạy tới nha. Đó. Thấy dàn cầu này lạ quá nè. Đó, quay cho các bạn xem nha. Đây là Velegus 800 nha các bạn. Chạy không chạy rất là lẹ nha các bạn. Đó, giờ đi hàng giữa này. Sót là phải cầu lại nha các bạn. Đó, sót cho nó ha. Đó. Sát luôn. Đó. Nào sót là phải lấy lại nha các bạn. Nè, đẩy lại đây cái nè. Đó. Dạ. À, qua đây cái lần cuối cùng bên đây nha các bạn. Bằng là đẩy nó cũng hơi khó. Nào sót lại lại. Này là cầu cỏ này cùng hơn của chưa bất giới đó nè. Đồ vô đóng. Nào sót đồ lại. Các bạn. Nguyên cái bà cỏ luôn nè, thảo nguyên một cái bà rác luôn. Cái này là ai tới đây kiếm củi về được các bạn. Ba củi khô, củi trà đâu nè. Đó. Chạy lên chạy xuống à, quay clip cho các bạn xem chơi ha. Tại vì cái gắn cái dàn cầu cỏ này thì mình mới thấy lần đầu á, nên muốn quay cho các bạn xem. Dọn sạch là ba cái trà chôm này xong là chắc là chuẩn bị cài nha các bạn. Cài cho đó có đẹp lên xong bắt đầu muốn trồng cao su nữa rồi trồng nha. À, cái này xuống đường mương rồi nè, xuống đường mương hơi khó cào nè.
giờ máy móc không sướng các bạn, chứ không có cực khổ như hồi xưa nữa. Các bạn nhìn thấy chưa, các bạn nhìn xa xa bên kia coi, thấy không, nguyên nguyên cái bò luôn ha, nguyên một cái bò rác. Cái này là ai gần gần đây là kiếm củi nó về chụm là ok nè các bạn, thành là bình thường đâu kiếm nó phải dễ đâu, đúng không, về chụm lửa là ngon luôn. Sót khúc này giờ đẩy ngược trở lên nha các bạn, đẩy ngược lên kia.
bây giờ Vũ kết thúc video nha các bạn. Cũng như lâu lâu thấy mấy cài kéo cầu rác á là lạ vậy đó, mình quay cho các bạn xem chơi ha. Đây là chiếc Bellywood 800. Đó, chiếc này cũng cũ các bạn ơi. Rồi, mới cào cái này cũng còn lâu nó mới xong các bạn. Rồi có gì Vũ hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của Vũ nha. Rồi bye bye các bạn.